Lên sóng một chiếc bình thủy Panasonic, dung tích là 2,2 lít nhé, mã của nó là HU224, sử dụng công nghệ vacuum, là công nghệ cách nhiệt chân không. Cách nhiệt chân không thì nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm điện hơn rất là nhiều, bởi vì nó sẽ giữ nhiệt, tức là nước nước trong này sau khi đun sôi ấy, thì nó sẽ giữ nhiệt đấy, và nó sẽ duy trì cái nhiệt độ mà mình cài đặt. Ví dụ mình cài đặt 98 chẳng hạn, thì để khoảng một thời gian nhiệt độ nó sẽ xuống khoảng dưới xuống dưới khoảng tầm 90 trên 5 chẳng hạn, thì khi đó thì máy sẽ bình thủy nó sẽ sử dụng điện, sử dụng cái dây chức năng của dây ủ để mà cung cấp nhiệt cho bình thủy để đưa nước về nhiệt độ 98 và về nhiệt độ cài đặt. Thì với việc mà cách nhiệt rất là tốt thì cái việc thất thoát nhiệt ra ngoài nó rất là ít, do vậy mà máy sẽ không phải sử dụng nhiều điện để mà bù lại cái lượng nhiệt thất thoát đó đấy, nên là nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm điện rất là nhiều. Bởi vì chúng ta biết là bình thủy thì thông thường chúng ta sẽ cắm là 24 đến 24, nên là việc có cái công nghệ cách nhiệt này thì sẽ rất là tốt trong việc mà chúng ta sử dụng thường xuyên, sử dụng hàng ngày. Ở trên đồng hồ đây báo đây là nhiệt độ hiện tại của nước này, ở đây là vạch pin, hiện tại đã sạc được một vạch pin này. Nhiệt độ trên này thì ta có thể ấn ở đây để lựa chọn, đó là nhiệt độ giữ ấm nhá, 98 này. Ta ấn vào phím đây để cài đặt nhiệt độ nhá. 90, 80, 70 vân vân. 70 là nhiệt độ pha sữa nhá, cho trẻ nhá. 98 là nhiệt độ sôi. 90 là ta hay dùng để pha trà, pha cà phê nhé. Đây là phím hẹn giờ. Đấy, 4 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng. Hẹn giờ này, hẹn giờ đun sôi lại nhé. Và đây là cách nhiệt chân không. Đây là chế độ đun. Đấy, cách nhiệt, đây là cách nhiệt chân không này. Là chế độ sử dụng cái cách nhiệt không mà mình vừa nói đấy, tức là chế độ vacuum. Ở đây nó có cả chế độ, nó là ở trên này bạn có thể đọc thấy, đó là chế độ rót nước không dây. Tức là nó sử dụng pin tích hợp ở bên bên trong của máy. Pin tích hợp này nó là gọi là pin sạc, hiện tại nó đang sạc pin đây mà không phải sử dụng pin pin tiểu rời ngoài như các dòng của Zorizushi. Đấy. Cái này thì khi chúng ta tháo rời dây điện ra vẫn có thể lấy nước được bình thường nhé. Đấy. Để lấy nước thì chúng ta ấn mở khóa và rót nước, mở khóa thì đèn sẽ sáng này, mở khóa này, rót nước này. Đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ test luôn là tút điện ra và sẽ rót nước nhé. Đây. Đấy, điện đã tút này. Và bạn có thấy không? Màn hình nó vẫn sáng này, vẫn hiển thị, tức là nó đang sử dụng điện từ siêu tụ ở trong chiếc bình Panasonic này. Cái này là siêu tụ nhé. Nó không sử dụng pin tiểu mà siêu tụ. Đấy, chiếc này về ngoại hình cũng cực kỳ đẹp luôn nhé. Đấy. Đít cũng cao, đít 2018 này. Đấy, công suất là 910W. Dung tích là 2 lít 2, về ngoại hình hay là nội thất đều cực kỳ đẹp luôn. Gioăng xanh này. Đấy. Trong lồng thì cực kỳ đẹp rồi, mình đã có bộ ảnh chi tiết rồi mà. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ rót nước nhé, rót nước mà không sử dụng nguồn dây nhé. Đây, đây là chỗ vị trí cắm dây 12A này. Đấy. Ta vẫn cứ rót nước như bình thường, nhấn mở khóa và nhấn rót nước. Đấy. Cái này là rất là tiện lợi khi chúng ta nấu nước ở một nơi, ví dụ như ở kệ bếp chẳng hạn, mà sao ta muốn đưa cái bình này ra ngoài phòng trà, ngoài phòng phòng khách để uống trà, pha trà, pha cà phê vân vân, ta có thể là đưa ra đó để sẵn nó để uống trà luôn, mà không phải là cứ một lúc là hết nước là chúng ta là phải chạy vào bếp để lấy. Nó rất là tiện, và được việc chúng ta sử dụng 24 trên 24 cũng rất là ok, bởi vì cái cơ chế cách nhiệt chân không của nó giúp tối ưu hóa đơn tiền điện hàng tháng của chúng ta. Rồi ok, một chiếc bình thủy cực kỳ đẹp đến từ thương hiệu Panasonic. Dung tích 2,2 lít, dung tích rất là phổ thông, rất là phổ biến. Thì chúng ta sử dụng nó không quá lớn mà cũng không quá quá bé. Rồi, bác nào có nhu cầu sở hữu chiếc bình thủy VIP của Panasonic S2018 dung tích 2,2 lít, sử hữu công nghệ cách nhiệt chân không. Sử dụng pin dự phòng. Pin dự phòng là siêu tụ tích hợp sẵn trong bình thủy nhé. Thì có thể liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại hoặc là Zalo 0828 868 999 hoặc là số 0917 379 959. Bên shop thì ship hàng toàn quốc nhé. Nên các bác cứ yên tâm, cứ lên đơn là sẽ đi hàng thôi. Hoặc là bác nào khu vực Hà Nội hoặc và các tỉnh lân cận có thể qua trực tiếp ở Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội để xem hàng, trải nghiệm cũng như là mua hàng tại shop nhé.
Ok, cảm ơn các bác ạ. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau.